Lan xin kính chào quý vị khán giả của kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh thời sự mới nhất sau đây. Kính thưa quý vị, tình hình chiến sự Nga Ukraina ngày càng diễn biến phức tạp. Phía Nga liên tiếp giáng đòn lên các trung tâm đầu não của Ukraina và lên án gay gắt sau vụ tấn công khủng bố. Ở diễn biến khác, tình hình bầu cử Mỹ cũng có những thông tin đáng chú ý. Khi ông Trump đã giành được chiến thắng pháp lý quan trọng sau đây mời quý vị đến với những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay Nga thắng lớn trong thủng phòng tuyến của Ukraine ở Zaporizhia Ukraine tố Nga phóng tên lửa đạn đạo phá nát trụ sở cơ quan an ninh của Kiev Binh sĩ Ukraine nổi giận phan nàn vì Stalin của tỷ phú Elon Musk chập chờn. F-16 của Ba Lan lại bất lực trước tên lửa Nga Bí mật lần danh đỏ để NATO đưa quân vào Ukraine đã lộ diện đại sứ Nga phớt lờ triệu tập của Ba Lan sau vụ tên lửa vi phạm không phân. Ông Putin vẫn nghi ngờ Ukraine là thủ phạm vụ tấn công khủng bố. Ukraine đáp trả về việc Mỹ kêu gọi ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga. Ông Trump tạm thoát nguy cơ bị tịch thu tài sản vào phút chót. Ông Trump nhận tin vui khi được các tỷ phú Mỹ âm thầm vận động giúp đỡ. Trung Quốc tuyên bố quan hệ với Philippines đang ở ngã ba đường, Manila phản ứng gắt. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Nga thắng lớn trong thủng phòng tuyến của Ukraine ở Zaporizhia. Tass dẫn lời người đứng đầu phong trào chúng ta cùng với nước Nga Vladimir Rogov ngày 27 tháng 3 cho biết quân đội của chúng ta đã chọc thủng phòng tuyến Tây Bắc Vebovoy và tiến thêm 2 km. Lực lượng của chúng ta đã giành quyền kiểm soát ít nhất 5 thành trì. Hơn nữa đối phương tức là Ukraine tổn thất nặng nề về binh lực. Ngoài ra ông Rogov cho hay theo hướng Zaporizhia lực lượng Nga cũng giành được một số bước tiến ở Tây Bắc Rabotino. Tại Rabotino, lực lượng Nga đã cải thiện được các vị trí. Tiến về gần Staroma Jorskoy, ông nói, Bộ Quốc phòng Nga hồi cuối tháng 2 báo cáo rằng các lực lượng Nga đã giành được khu định cư Rabotino trong chiến dịch tấn công. Quân đội Ukraine cố gắng giành lại phòng tuyến đã mất bằng cách đưa quân tiếp viện từ các hướng khác đến khu vực đó nhưng không thành công. Bộ Quốc phòng Nga trước đó đưa tin các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía đông của Nga đã kiểm soát khu dân cư Minoje ở Zaporizhia. Tại mặt trận miền Đông, quân đội Nga khẳng định đang củng cố vị trí gần thành trì Adipka, tỉnh Donetsk, sau khi Ukraine rút quân khỏi đây tháng trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết lực lượng Nga đang giành thế chủ động trên toàn chiến tuyến và chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại hoàn toàn. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi xung đột nổ ra, Moscow đã phá hủy gần 600 máy bay, 270 trực thăng quân sự và hơn 17.000 máy bay không người lái, hơn 15.000 xe tăng gần 500 hệ thống phòng không của Ukraina. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia tuyên bố Nga đã đạt được mục tiêu phi quân sự hóa Ukraina và hiện giờ quân đội Kyiv chỉ cầm cự dựa vào nguồn vũ khí từ phương Tây. Ukraina tố Nga phóng tên lửa đạn đạo phá nát trụ sở cơ quan an ninh của Kyiv. Các nguồn tin từ tờ Kyiv Post bên trong cơ quan an ninh Ukraina SBU đã xác nhận rằng vào hôm 26 tháng 3 hai quả tên lửa đạn đạo được phóng từ bán đảo Crimea do Nga kiểm soát hướng tới thủ đô Kiev và nhằm vào trụ sở SBU. Theo các nguồn tin này, các quả tên lửa nhằm vào nơi làm việc của các quan chức cấp cao thuộc SBU. Phóng viên Kiev Post ở các khu vực khác nhau tại thủ đô Kiev ghi nhận có hai vụ nổ lớn vào khoảng 10 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Hôm 25 tháng 3, Ukraine tổ chức kỷ niệm Ngày Cơ quan An ninh Ukraine Tuy nhiên, không quân Ukraine cho biết hai quả tên lửa đó đã bị bắn rơi trước khi tới mục tiêu. Nhiều tiếng nổ vang lên ở trung tâm Kiev vào thời điểm khoảng 30 giây sau khi có tiếng còi báo động phòng không. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko viết trên mạng xã hội rằng có một số người bị thương do các cuộc tấn công này và một số ngôi nhà bị hư hại do mảnh vỡ từ tên lửa. Trước đó, Nga từng phóng thành công tên lửa vào trụ sở cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine. binh sĩ Ukraine nổi giận phàn nàn vì Stalin của tỷ phú Elon Musk chập chờn. Quân nhân Ukraine cho biết đang gặp sự cố trong việc kết nối dịch vụ Internet Stalin của tỷ phú Mỹ Elon Musk, một thiết bị quan trọng giúp Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào Nga. Binh sĩ Ukraine nói với truyền thông Mỹ rằng họ liên tục gặp vấn đề khi kết nối với Starlink trong thời gian qua, đồng thời cho biết phía Nga dường như cũng đang sử dụng hệ thống Internet vệ tinh này. Theo các quân nhân Ukraine trên tiền tuyến, tốc độ kết nối với Starlink đã giảm trong những tháng qua và họ đã gặp tình trạng chập chờn khi cần dùng dịch vụ Internet. Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, cả Starlink, công ty vận hành SpaceX và tỷ phú Musk đều từ chối bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, các chuyên gia và binh sĩ cho rằng việc có nhiều hệ thống Starlink trong cùng một khu vực chiến đấu ở hai bên tiền tuyến có thể ảnh hưởng tới tốc độ kết nối. Ukraine đã nhận hàng chục nghìn anten Starlink kể từ đầu chiến sự với Nga. Starlink đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở ukraine khi quân đội nga phá hủy hệ thống liên lạc của đối thủ stalin cho phép quân đội ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ quân nhân ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh cũng như điều khiển các thiết bị không người lái tấn công nga sự đóng góp của ông musk là quan trọng vì trong tác chiến hiện đại với các đối thủ mạnh hơn việc có một mạng lưới vệ tinh thông tin liên lạc mạnh mẽ được xem là vũ khí chiến lược tuy nhiên tình thế đang trở nên bất lợi với Ukraine do sự không ổn định của Stalin. Một binh sĩ vận hành hệ thống liên lạc ở Zaporizhia tên là Misha Fanan rằng vấn đề về kết nối bắt đầu xuất hiện từ 3 tuần trước. Chúng tôi bắt đầu nhận thấy chất lượng kết nối kém, hệ thống liên lạc gặp trục trặc, cần phải khởi động lại để hoạt động bình thường. Tuy nhiên ngay sau đó tốc độ bắt đầu giảm và kết nối lại bị ngắt. Những rắc rối này khá khó chịu, Misha cho biết. Một binh sĩ vận hành UAV ở Zaporizhia cho biết đơn vị của anh gặp vấn đề với Starlink từ tháng 1. Trước năm 2024, tốc độ cao hơn nhiều, giờ đây nó giảm chỉ còn một nửa. Tôi đọc được thông tin về việc Nga đã mua Starlink thông qua quốc gia thứ ba và sử dụng chúng ở tiền tuyến, quân nhân Anton thuộc lữ đoàn cơ giới 65 cho biết. Theo người này, số lượng vệ tinh Starlink tương tự hiện đang phục vụ số lượng thiết bị kết nối nhiều gấp đôi, vì vậy tất nhiên tốc độ sẽ giảm xuống. Nhiều đơn vị Ukraine khác cũng thừa nhận họ gặp vấn đề với kết nối tới Stalin trong thời gian qua. Hồi tháng 2, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine D.I.U. cho biết lực lượng Nga đang sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh Stalin trên chiến trường. Theo D.I.U., quy mô sử dụng Stalin của Nga ở Ukraine ngày càng tăng và đang trở nên có hệ thống. Cả ông Musk và Nga sau đó đã bác bỏ thông tin trên. Tháng trước, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov tiết lộ Kiev đang làm việc với SpaceX để tìm cách vô hiệu hóa các thiết bị đầu cuối Stalin mà Nga sử dụng trong vùng chiến sự. Tuy nhiên, hiện chưa rõ quá trình này đã được thực hiện tới đâu. F-16 của Ba Lan lại bất lực trước tên lửa Nga. Trong khi nước Nga vẫn đang để tang các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Moscow và tự hỏi liệu kẻ sát nhân có phải là tổ chức cực đoan IS hay không, thì quân đội Nga và Ukraine vẫn đang chiến đấu ác liệt và tiến hành các cuộc không kích vào nhau, theo hãng tin nhà nước Nga RIA Novosti, ngày 26 tháng 3, quân đội Nga một lần nữa tiến hành cuộc tấn công chính xác tầm xa quy mô lớn nhằm vào Ukraine và còi báo động phòng không vang lên ở Kiev, Lviv và nhiều nơi khác. Bộ Quốc phòng Ukraine công bố thông tin chiến tranh liên quan cho biết quân đội Nga đã phóng tổng cộng 29 tên lửa hành trình KH-101 hoặc KH-555 từ 14 máy bay ném bom chiến lược TU-95MS Bia và phóng 28 UAV cảm tử Gran 2 lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 18 tên lửa và 25 UAV cản tử. Hiện tình hình thiệt hại của đợt không kích này vẫn chưa rõ ràng, nhưng cũng như trước đây, lực lượng phòng không Ukraine đã có sự chuẩn bị từ trước, nên trên thực tế, máy bay ném bom Nga đã bị phát hiện gần như ngay khi vừa cất cánh. Do vậy, lực lượng phòng không Ukraine có đủ thời gian phát đi cảnh báo trên toàn quốc qua các ứng dụng của mạng điện thoại di động nhưng xét khả năng đánh chặn thì tên lửa hành trình và UAV cảm tử do quân đội Nga phóng đi, đặc biệt là tên lửa hành trình vẫn có khả năng xuyên phá cao. Đánh giá tình hình hiện tại, sau hơn 2 năm chiến tranh, quân đội Nga đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện tỷ lệ xuyên phá của tên lửa, đặc biệt là phát hiện ra những sơ hở trong mạng lưới phòng không của Ukraina, thậm chí vi phạm không phận của các nước khác. Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan thông báo rằng trong cuộc không kích vào Ukraina dạng sáng 25 tháng 3, Ít nhất một tên lửa hành trình của Nga đã bay vào không phận Ba Lan trong khoảng 39 giây và radar phòng không Ba Lan đã phát hiện theo dõi đường bay của tên lửa. Mặc dù không quân Ba Lan đã phát hiện được tên lửa bay vào không phận, máy bay chiến đấu F-16 được lệnh xuất kích khẩn cấp trong tình trạng báo động. Nhưng do không đủ thời gian hay lý do nào khác nên chúng đã không bắn hạ được tên lửa hành trình Nga xâm nhập không phận Ba Lan. Một ngày trước đợt tấn công chính xác tầm xa quy mô lớn hiện nay của quân đội Nga thì quân đội Ukraine cũng đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào bán đảo Crimea. Theo truyền thông Nga cũng như các kênh quân sự trên mạng xã hội Telegram của Nga và Ukraine cho biết, đợt không kích này của Ukraine có thể gọi là lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, đã khá thành công khi đánh trúng một trung tâm chỉ huy được ngụy trang kỹ lưỡng ở Sevastopol. Trung tâm chỉ huy được ngụy trang khéo léo này bị nghi là trung tâm thông tin, tình báo của hạm đội Biển Đen. Ngoài ra, ba máy bay chiến đấu Su-27 đã bị hư hại trong cuộc không kích vào căn cứ không quân Belbek và nhà ga của căn cứ này. Lữ đoàn bộ binh Hải quân 810 thuộc hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga cũng như hai tàu đổ bộ lớn của hạm đội Biển Đen là Yaman và Azov cũng bị trúng đạn và thiệt hại nặng. Do thiếu bằng chứng trực quan như ảnh vệ tinh nên vẫn không thể xác nhận kết quả của đợt không kích quy mô lớn này của quân đội Ukraine vào Crimea. Tuy nhiên, theo những thông tin công khai, ngay cả với việc bảo vệ phòng không kép, thì vẫn chưa có gì đảm bảo các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea đều an toàn. Tờ Kiev Independent dẫn lời cơ quan tình báo Ukraine cho biết hạm đội biển đen đang tiếp tục điều tàu từ Crimea đến Novorossi trên bờ biển phía đông biển đen tương đối an toàn hơn. Trong khi tờ Newsweek của Mỹ đưa tin, Hải quân Nga đã lắp đặt lồng sắt trên tàu ngầm, thường được lắp đặt trên các thiết bị chiến tranh, trên bộ như xe tăng và pháo tự hành, rất có thể để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát của Ukraine. Dù Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga không thừa nhận, nhưng kết quả cho thấy quân đội Ukraine đã rất thành công trong việc tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea. Còn lý do tại sao lại thành công như vậy thì không thể biết chi tiết cụ thể của từng trận đánh. Nhưng điều chắc chắn là kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ thì số lượng máy bay do thám của NATO hoạt động trên biển đen đã tăng cao. Tờ Kiev Independent cho biết trong những tuần gần đây, số lượng máy bay do thám của NATO hoạt động trên biển đen đã tăng mạnh và họ đã tiếp nhận các thông tin tình báo từ đồng minh Anh, Pháp. Hiện chưa có các nguồn tin độc lập xác nhận liệu các máy bay do thám của NATO hoạt động trên biển đen có phát hiện ra mạng lưới phòng không của Nga ở Crimea và chia sẻ thông tin tình báo liên quan tới quân đội Ukraine hay không. Nhưng điều chắc chắn là các máy bay do thám của NATO này bay ở độ cao lớn trên biển đen. Mặc dù quân đội Nga đã điều động máy bay chiến đấu xua đuổi và thậm chí dám bắn hạ UAV của NATO nhưng cũng không thể ngăn chặn được các hành động do thám của Mỹ và NATO. Bí mật lằn danh đỏ để NATO đưa quân vào Ukraine đã lộ diện. Thế giới đang theo dõi các động thái tiếp theo của NATO sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố không loại trừ khả năng liên minh sẽ đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Ngay trước tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã hé lộ rằng lãnh đạo một số nước thành viên NATO sau cánh cửa đóng kín bắt đầu thảo luận nghiêm túc về khả năng đưa quân vào lãnh thổ Ukraine với mục tiêu là gửi một tín hiệu rất rõ ràng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông ấy sẽ không thắng. Ông Fico, người từ lâu đã phản đối viện trợ quân sự cho Kiev, không nêu chi tiết liên quan tới việc một số quốc gia phương Tây có thể gửi quân tới Ukraine. Tôi sẽ kiềm chế bản thân mình để nói rằng những luận điểm này ám chỉ một số quốc gia thành viên NATO và EU đang xem xét việc họ sẽ gửi quân tới Ukraine trên cơ sở song phương. Ông Fico phát biểu như vậy trên sóng truyền hình. Ông thừa nhận nguy cơ xung đột leo thang quy mô lớn ở Ukraine nhưng không tiết lộ thêm thông tin. Trong khi đó, Điện Kremlin đã cảnh báo rằng nếu NATO gửi quân tham chiến, một cuộc xung đột trực tiếp giữa liên minh này và Nga sẽ là điều khó tránh khỏi. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng động thái như vậy sẽ có nguy cơ gây ra xung đột hạt nhân toàn cầu. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngay lập tức cố gắng xoa dịu căng thẳng chính trị ở châu Âu sau tuyên bố của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Slovakia. Ông Trấn An dư luận đang sôi sụp khi nói hoàn toàn không có những quyết định như vậy. Cả hai nhà lãnh đạo Pháp và Slovakia đều không nói về các quyết định đã có sẵn của NATO dưới dạng nghị định, mệnh lệnh và chỉ thị chi tiết. Nhưng rõ ràng là những phương án như thế này dường như đã được các nhà lãnh đạo phương Tây thảo luận. Và nếu như vậy, trong tương lai gần, như người ta nói, các lựa chọn đều có thể xảy ra vạc dầu chính trị ở bruxelles bỗng sôi sục sau khi khu vực kiên cố mạnh nhất ở adipka thất thủ hóa ra trái với sự đảm bảo của kiev lực lượng ukraine chưa thiết lập bất kỳ công trình phòng thủ nghiêm túc nào ở phía tây thành phố này nói chính xác là họ không kịp điều đó thể hiện rõ ràng qua hình ảnh vệ tinh về hoạt động quân sự đã được phương tây công bố các chiến hào được đào vội vã một cách hỗn loạn và thiếu hệ thống ở đâu đó trên các cánh đồng không có bãi mìn không có hầm bê tông hay nơi trú ẩn kiên cố cho binh lính do đó các đơn vị lớn nhỏ của ukraine vốn đang mất tinh thần sau khi nhanh chóng rút khỏi adipka thiếu nơi để bám vào các tuyến phòng thủ trung gian vốn chỉ tồn tại trên bản đồ của bộ tổng tham mưu kết quả là mỗi ngày ngày càng có nhiều cái tên mới của các thị trấn làng ấp nhỏ xuất hiện trong các báo cáo của cả hai bên nằm dưới sự kiểm soát của quân đội nga thực tế không chỉ phía tây adipka mà gần như toàn tuyến phòng ngự mà kiev và bộ tổng tham mưu ukraine tuyên bố là họ xây dựng tuyến phòng thủ giống như trận đồ Surovikin kiểu Nga để thực hiện chiến lược phòng ngự, tiêu hào quân Nga cũng chưa thành hình rõ nét. Yuri Lutsenko, người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine, từng phục vụ ở mặt trận với tư cách chỉ huy một trung đội UAV tấn công, đã trở về Kiev từ hướng Odessa và chia sẻ ấn tượng của mình về diện mạo của các công sự của Ukraine hiện nay trên đường từ Kherson đến Odessa với người xem kênh Priamoy. Ông nói, đây, tôi đang đi từ Nikolaev đến Kherson, bên phải là một phép lạ được gọi là tuyến phòng thủ, chỉ cần một chiếc máy xúc đào hào xuyên suốt cánh đồng đến tận chân trời. Chỉ có một vấn đề, đất đang đổ về phía chúng ta và răng rồng đang hướng về phía Nga. Tôi hiểu rằng ai đó đã phạm sai lầm. Nhưng điều này đã xảy ra được vài tuần rồi, như người ta nói. Và đâu là cứ điểm bê tông của trung đội, đâu là chiến hào bê tông dưới lòng đất. Cuối cùng thì kho kiên cố để chứa đạn dược là ở đâu. Nói nghiêm túc, Adipka thất thủ làm vỡ toang hệ thống phòng ngự của Ukraine. Nga bằng nguồn lực dồi dào lo xa đã thiết lập trận đồ Surovikin trong hơn 8 tháng trời. Còn với Kiev, quân đội của họ rút lui đang bị Nga truy kích lại thiếu tiền thì khó có thể dựng được tuyến phòng ngự vững chắc như đối phương từng làm. Cuộc rút lui của Ukraine sẽ dừng lại ở đâu và liệu nó có dừng lại không? Nhiều người tin rằng chậm nhất là đến mùa thu năm 2024, Kiev có thể sẽ ký hòa bình theo điều kiện của Nga. Đương nhiên, giới quân sự chính trị phương Tây cũng đang cố gắng dự đoán hướng đi và triển vọng của Nga trong tương lai gần. Do đó, các cuộc thảo luận đã bắt đầu ở NATO với chủ đề Trên thực tế, trong hoàn cảnh chiến đấu rất đáng buồn đối với Ukraine và NATO, chúng ta có thể ngăn chặn ông Putin không? Có vẻ như đến lúc này, NATO mới tin rằng đề xuất bảo đảm an ninh của Nga cho Mỹ, NATO tháng 12 năm 2021 bị phớt lờ chẳng phải là chuyện đùa. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Ukraine thua là NATO thua, châu Âu cũng vậy. Thế nhưng có lẽ trụ sở NATO ở Bruxelles đang thực sự vẽ ra những ranh giới trên bản đồ và có thể phải đưa quân đội của châu Âu vào vùng xung đột. Nếu không, dự án Ukraine chống Nga đứng trước nguy cơ thất bại. Thế trận địa chính trị quân sự của NATO tại Ukraine như thế trận quân sự của chính Ukraine là phải rút lui về những vị trí trọng yếu để phòng ngự. Mơ ước đẩy quân Nga về biên giới năm 1991 ngày càng xa tầm tay. Lựa chọn giữa tồi tệ và rất tồi tệ. NATO tất nhiên chọn tồi tệ. Vì vậy, ranh giới cuối cùng của NATO tại Ukraine chính là thành phố cảng Odessa. Ukraine phải giữ Odessa bằng mọi giá. Tại sao? Vì Ukraine không có Odessa thì họ gần như mất hết khả năng đấu tranh với Nga, điều mà NATO cần. Ngược lại, có Odessa thì Ukraine còn tồn tại động mạch chủ về kinh tế. Có Odessa thì còn đe dọa được hạm đội biển đen của Nga, đe dọa cầu Crimea và do đó đe dọa bán đảo Crimea. Những điều này góp phần làm cho nga suy yếu như vậy odessa theo quan điểm địa chính trị của phương tây là có tầm quan trọng chiến lược như một quốc gia vì vậy với khả năng cao chính odessa là nơi mà những người đứng đầu nóng nhất nato sẽ bảo vệ đến cơ hội cuối cùng có thể nếu cần thiết thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của binh lính và sĩ quan của họ nếu như nga tấn công thành phố cảng này nato chuẩn bị cho cơ động lực lượng đến odessa với mục tiêu và quyết tâm chiến lược được vạch ra như vậy thì điều đầu tiên phải làm gì để cơ động lực lượng nhanh đến khu vực tác chiến Odessa? Đó là phát triển những tuyến đường bộ, đường sắt, cầu cống chuẩn NATO để phục vụ cho sự cơ động của lực lượng, bộ binh, xe cơ giới, các điểm hậu cần, vân vân, từ các khu vực thuộc các quốc gia thành viên NATO như Romania, Bulgaria gần như tập trung vào đầu mối Odessa. Ngay từ năm 2018, theo Washington Post đã viết, các tướng Mỹ lo lắng rằng nếu buộc phải đối đầu với Nga, đội quân hùng mạnh nhất thế giới có thể bị kẹt xe Ví dụ, các đơn vị Mỹ trở về Đức sau cuộc tập trận ở Georgia phải đưa xe tăng, pháo tự hành, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh từ địa điểm diễn tập bằng đường biển và đường sắt về nơi đồn trú của họ trong 4 tháng thay vì 2 tuần như dự kiến. Hoặc cầu đường có tải trọng yếu so với yêu cầu của xe tăng NATO hay đường dây xe lửa chưa được thiết kế để phục vụ các đoàn xe chở thiết bị quân sự hạng nặng công kênh, không thể băng qua Ukraine từ Ba Lan mà không thay mâm bánh ở biên giới. Chiến lược hội nhập EU của hệ thống đường sắt Ukraine và Moldova đã được xuất bản vào tháng 7 năm 2023 do Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Đầu tư châu Âu ủy quyền. Theo kế hoạch đề xuất, ở giai đoạn đầu, các tuyến đường sắt của Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania thông qua Moldova sẽ được hợp nhất càng sớm càng tốt thành một mạng lưới duy nhất với các ga đường sắt Odessa của Ukraine. Người ta có quyền đặt câu hỏi tại sao Odessa lại có mặt ở khắp mọi nơi trong các kế hoạch này tại sao nato không thể mở rộng tuyến đường mới tới thẳng kiev hay đến jitomi và poltava rất có thể chủ đầu tư thiếu thời gian và tiền bạc cho việc này nhưng với odessa thì phải ưu tiên bằng được sau đó chuyện gì xảy ra nato sẽ có những bước đi nào khiến thủ tướng slovakia fico gần đây phải lo lắng nga được cho là đang để mắt tới odessa các đơn vị bộ lạc hỗn hợp và các sư đoàn của liên minh phương tây dường như sẽ tiến tới thành phố cảng này với mệnh lệnh không được lùi bước, đừng đầu hàng Odessa cho người nga trong mọi trường hợp. Đại sứ nga phớt lờ triệu tập của ba lan sau vụ tên lửa vi phạm không phận. Hôm nay đại sứ nga đã không đến bộ ngoại giao ba lan để giải thích về sự việc. Người phát ngôn quân đội ba lan Paweł Wronski nói với các phóng viên ngày 26 tháng 3. Ông Wronski bình luận thêm: Chúng tôi tự hỏi liệu đại sứ có làm theo chỉ thị của bộ ngoại giao nga hay không và liệu ông ấy có thể đại diện cho các lợi ích của nga ở Warsaw hay không. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vladislav Kosiniak Kamis cho biết, Ba Lan sẽ quyết định các bước tiếp theo trong những ngày tới vì nước này không thể bỏ qua dấu hiệu khinh thường như vậy. Đó chắc chắn sẽ là những quyết định được thống nhất vì đây là phản ứng của toàn thể nhà nước Ba Lan, ông Kosiniak Kamis nhấn mạnh. Đại sứ quán Nga tại Warsaw xác nhận việc đại sứ Sergei Andreev bị Bộ Ngoại giao Ba Lan triệu tập nhưng nhà ngoại giao này đã không đến. Giải thích cho việc đại sứ Andreev không đến theo triệu tập, Đại sứ quán Nga cho biết ông đã đặt ra câu hỏi liệu phía Ba Lan có sẵn sàng đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc của họ không. Đại sứ Andreev nói, tôi cảm thấy không có lý do gì phải thảo luận về chủ đề này mà không có bằng chứng nên từ chối đến trụ sở Bộ Ngoại giao Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan cuối tuần trước cáo buộc tên lửa của Nga đã vi phạm không phận của Ba Lan khi tấn công Ukraine. Cụ thể, các hệ thống phòng không của Ba Lan đã phát hiện một tên lửa Nga đi vào không phận nước này khoảng 39 giây vi phạm khoảng 2 km không phận Ba Lan trước khi bay đến Ukraine. Vác Sava cho biết quân đội Ba Lan quyết định không bắn hạ tên lửa này bởi vì xác định tên lửa không gây mối đe dọa đối với Ba Lan. Hơn nữa, trong khi đó, việc bắn rơi nó có thể gây nguy hại cho dân thường trên mặt đất. Đây không phải là lần đầu tiên tên lửa Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Nga. Cuối năm ngoái, sự việc tương tự cũng xảy ra. Vác Sava đã thông báo vụ việc cho các đồng minh NATO ông Putin vẫn nghi ngờ Ukraine là thủ phạm vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26 tháng 3 khẳng định vụ tấn công khủng bố tại Moscow do những phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện. Ông Putin nói, chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi những người Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ. Theo Tổng thống Nga Putin, hiện nay Mỹ, thông qua nhiều kênh khác nhau, đang cố gắng thuyết phục dư luận rằng Ukraine không liên quan đến vụ tấn công khủng bố này và IS phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi biết là ai đã thực hiện vụ tấn công ở Crocus City Hall. Chúng tôi quan tâm đến việc ai là người ra lệnh thực hiện vụ tấn công. Bất chấp đau thương, xuất phát từ mong muốn trừng phạt những kẻ khủng bố, cuộc điều tra phải được tiến hành một cách khách quan, không thiên vị. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh như vậy trong cuộc trao đổi với các quan chức về các biện pháp an ninh được thực hiện sau vụ khủng bố. Theo ông Putin, chúng ta cũng cần trả lời câu hỏi tại sao những kẻ khủng bố lại cố gắng di chuyển đến Ukraine sau khi phạm tội và ai đang đợi họ ở đó. Tội ác khủng khiếp xảy ra vào ngày 22 tháng 3 ở thủ đô của Nga là một hành động đe dọa và câu hỏi ngay lập tức được đặt ra là ai được hưởng lợi từ việc đó? Hành vi khủng khiếp này chỉ có thể là mắt xích trong một loạt nỗ lực của những kẻ đã gây hấn với đất nước của chúng ta kể từ năm 2014 dưới bàn tay của chính quyền ở Kiev. Ông Putin nói thêm như vậy. Tổng thống Putin nhấn mạnh những kẻ lên kế hoạch cho cuộc tấn công khủng bố này hy vọng sẽ gieo rắc sự hoảng loạn và bất hòa trong xã hội. Nhưng thứ họ nhận lại là sự đoàn kết và quyết tâm chống lại cái ác. Ukraine cho đến nay vẫn phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào với vụ tấn công, đồng thời cáo buộc Moscow đang tìm cớ để leo thang xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu buổi tối 25 tháng 3 rằng Putin lại tự nói chuyện với chính mình và bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình một lần nữa ông ấy lại đổ lỗi cho Ukraine. Người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Andriy Yusov bác bỏ thông tin do Nga cung cấp, khẳng định Kiev không liên quan tới vụ tấn công tại Moscow. Ukraine đáp trả về việc Mỹ kêu gọi ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Vasily Maliuk cho biết cơ sở hạ tầng giao thông và dầu mỏ là một trong những mục tiêu chính mà SBU tấn công hàng ngày trong bối cảnh xung đột với Moscow. Các cơ sở này là mục tiêu hợp pháp vì chúng phục vụ cho khu liên hợp công nghiệp quân sự của Nga. Quan chức cấp cao tuyên bố và nói thêm rằng các cuộc tấn công của Ukraine có thể diễn ra ngay cả ở những nơi ít khả năng nhất. Một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine đã nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Nga kể từ giữa tháng 1, gây ra sự gián đoạn ở nhiều cơ sở. Tờ Financial Times đưa tin tuần trước, các quan chức Mỹ đã kêu gọi Kiev tạm dừng các cuộc tấn công vì lo ngại rằng chúng có thể gây ra tình trạng thiếu hụt trên thị trường năng lượng toàn cầu. Đặc biệt, Mỹ lo ngại rằng việc tăng giá dầu khí có thể làm giảm cơ hội tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 tới. Theo báo cáo, chính phủ Ukraine phủ nhận việc Mỹ gây áp lực. Mikhail Podolyak, trợ lý cấp cao của Tổng thống Vladimir Zelensky, đã gọi báo cáo của Financial Times là thông tin hư cấu trong cuộc phỏng vấn vào thứ Sáu tuần trước. Mỹ nhắc lại không khuyến khích Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bên trong Nga khi nói về báo cáo Financial Times của cơ quan thông tấn nhà nước Ukraine quân đội Nga đã khởi động lại các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào tuần trước sau nhiều tháng tạm dừng. Các quan chức Ukraine cho biết vụ tấn công hôm thứ Sáu đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhất cho lưới điện cho đến nay trong cuộc xung đột vũ trang. Moscow đã thêm một số cơ sở năng lượng của Ukraine vào danh sách các mục tiêu được coi là hợp pháp vào tháng 10 năm 2022. Tổng thống Vladimir Putin cho biết sự thay đổi trong chiến thuật quân sự được tính từ vụ ném bom cầu Crimea của Ukraine hồi đầu tháng 10 năm 2022. Vụ tấn công liên quan đến một thiết bị nổ cực mạnh được cài vào bên trong một chiếc xe tải và cho nổ trên cầu, khiến tài xế và bốn thường dân thiệt mạng. Ông Trump tạm thoát nguy cơ bị tịch thu tài sản vào phút chót. Ông Trump ngày 25 tháng 3 được một tòa án phán quyết rằng ông sẽ không phải đóng khoản tiền phạt 454 triệu đô la Mỹ nếu ông nộp 175 triệu đô la Mỹ trong vòng 10 ngày. Ông Trump coi đây là một động thái có lợi nhằm ngăn chính quyền bang New York tịch thu tài sản của ông. Quyết định của tòa phúc thẩm cấp trung của tiểu bang đã xoa dịu nguy cơ thiếu tiền mặt nghiêm trọng đối với ông Trump. Trước đó, ông từng lo sẽ buộc phải bán tháo tài sản để nộp khoản tiền gần nửa tỷ đô la Mỹ. Tôi rất tôn trọng quyết định của cơ quan phúc thẩm và tôi sẽ chuyển 175 triệu đô la Mỹ tiền mặt, trái phiếu hoặc chứng khoán hoặc bất cứ thứ gì cần thiết rất nhanh chóng. Ông Trump nói vậy với các phóng viên tại tòa án ở New York. Văn phòng Tổng trưởng lý New York Letitia James bên đã kiện ông Trump cho biết ông vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận kinh doanh của mình. Trước đó, trong vụ kiện do Tổng trưởng lý James đưa ra Thẩm phán Arthur Engron hồi tháng 2 tuyên bố ông Trump phải nộp phạt 354,9 triệu đô la Mỹ vì cáo buộc đã phóng đại giá trị tài sản dòng của mình trong hơn một thập niên để đánh lừa các chủ ngân hàng nhằm khiến họ đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn cho ông. Cộng thêm tiền lãi, số tiền ông phải đóng phạt là 454 triệu đô la Mỹ. Ông Trump đã kháng cáo phán quyết của ông Engron nhưng theo quy định ông vẫn phải nộp phạt trong khi chờ kết quả. Quá trình này có thể kéo dài nhiều năm và nếu kháng cáo thành công, ông sẽ được trả lại tiền. Trước khi tòa án phúc thẩm đưa ra quyết định, ông Trump đối mặt với hạn chót vào ngày 25 tháng 3 phải đóng khoản tiền 454 triệu đô la Mỹ. Các luật sư của ông từng nói rằng ông Trump không thể tìm được bên bảo lãnh cho khoản phạt này trước hạn chót 25 tháng 3 vì số tiền này quá lớn. Nếu kịch bản ông Trump không thể đóng phạt 454 triệu đô la Mỹ xảy ra, bà James có thể yêu cầu tòa án bắt đầu tịch thu tài sản của ông, bao gồm các bất động sản ở khu đất vàng, ví dụ như tòa nhà ở Manhattan. Trên đường đua vào Nhà Trắng năm 2024, ông Trump đã phải đối mặt lên tới 88 cáo buộc hình sự, trong đó có 14 cáo buộc lật đổ bầu cử, 40 cáo buộc lưu giữ thông tin mật, 34 cáo buộc về các khoản tiền hối lộ trái phép và nhiều án phạt dân sự khác nhau. Do đó, chi phí pháp lý của ông Trump ước tính rất lớn. Mặc dù vậy, ông vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ cử tri Đảng Cộng Hòa và đã trở thành ứng viên của đảng này cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ông Trump nhận tin vui khi được các tỷ phú Mỹ âm thầm vận động giúp đỡ. Reuters hôm 26 tháng 3 dẫn ít nhất là ba nguồn thạo tin cho biết một số tỷ phú Mỹ đang tìm cách gây quỹ hỗ trợ ông Trump giải quyết vấn đề tiền bảo đảm. Cụ thể, tỷ phú John Paulson chuyên về quỹ bảo hiểm rủi ro đang tham dự nỗ lực trên của các nhà tài trợ Đảng Cộng Hòa. Chùm dầu khí Harrowham cũng nằm trong số này. Tỷ phú Paulson, nhà sáng lập Paulson Co. và tỷ phú Ham, nhà sáng lập tập đoàn dầu khí Continental Resources chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Stephen Chung cho biết không có nỗ lực phối hợp nào nhằm gây quỹ hỗ trợ cựu tổng thống trong vụ án dân sự. Ông Chung bổ sung ông Trump thừa tiền mặt để nộp phạt 454 triệu đô la Mỹ nếu cần. Một nguồn tin khác là đồng minh của ông Trump tiết lộ ông biết được một nhà tài trợ tuần trước đề nghị góp hơn 10 triệu đô la Mỹ cho ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa trước khi được báo rằng không cần thiết phải làm như thế. Trung Quốc tuyên bố quan hệ với Philippines đang ở ngã ba đường, Manila phản ứng gắt. Ngày 26 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines, bà Teresa Lazaro, theo tờ Channel News. Trong cuộc điện đàm, ông Trần cho biết mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines hiện đang ở ngã ba đường và cảnh báo phía Philippines phải hành động thận trọng trên con đường phía trước. Ông Trần nói, Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Philippines tôn trọng các cam kết và sự đồng thuận của mình, chấm dứt các hành vi lạm dụng và khiêu khích trên biển, chấm dứt mọi hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình và nghiêm túc quay trở lại con đường đúng đắn để giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn với Trung Quốc. Đáp lại tuyên bố từ phía Trung Quốc, ngày 26 tháng 3, phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines PCG, ông Jay Tariela nói rằng Bắc Kinh lại đưa ra những khẳng định sai lầm. Theo ông, Trung Quốc đã không đề cập đến thực tế rằng cảnh sát biển của họ một lần nữa quấy rối bất hợp pháp và liều lĩnh tàu tiếp tế khi tàu này đang triển khai hoạt động tiếp tế thường lệ và hợp pháp. Ông Tariela viết trên X, trước đây là Twitter rằng hành động dùng voi rồng tấn công tàu tiếp tế gây nguy hiểm đến tính mạng của quân đội Philippines là biểu hiện rõ ràng của việc coi thường luật pháp quốc tế một cách trắng trợn. Trước đó, ngày 25 tháng 3, phía Philippines cũng đã triệu tập đại biện ngoại giao Trung Quốc tại Manila nhằm phản đối những hành động hung hăng của hải cảnh Bắc Kinh tại bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chính quyền Manila tuyên bố các hành vi của hải cảnh Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines, đồng thời yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực. Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc nhiều ngày qua liên quan vụ tàu hải cảnh Trung Quốc chặn một tàu tiếp tế của Manila và phun vòi rồng làm hư hại tàu này khi đang ở ngoài khơi bãi cỏ mây. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và luôn ủng hộ tin tức 24 giờ TV. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, hãy nhấn nút đăng ký và nhận chuông báo bên cạnh để nhận được những bản tin mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa, Lan Hương xin kính chúc quý vị mạnh khỏe và bình an. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!